chào mọi người. Hiện giờ mình đang có mặt trên đường main của thành phố Garden Grove trong ngày đầu năm. Hôm nay cái đường hoa của đường main ở thành phố Garden Grove trang hoàng rất lộng lẫy, khác hẳn với năm trước. Năm nay là năm Giáp Thìn 2024. Ở đây người ta để một cái biểu tượng của làng Hương, là nơi người ta làm nhang. Khi mà mình đến cái làng Hương, người ta cũng xếp những cái cục nhang giống như những cái bông như thế này. Phía bên này có một con rồng và một con phượng, biểu tượng của con rồng là biểu tượng của năm 2024. Đây là những cái cây mai rừng. Bây giờ mình sẽ đi từ đầu đường cho tới cuối đường xem có những cái gì nha. Ở bên này thì mình thấy có mấy con hạc. Người ta đứng đây người ta chụp hình rất đẹp á. Có một chiếc xe lam chạy tuyến đường Sài Gòn Thủ Đức. Ở đây là chợ nổi Cái Răng. Yeah. Ở chỗ đó thường thường người ta bán, ở chợ nổi Cái Răng người ta bán chỗ người ta làm bánh tráng, rồi người ta bán đồ tạp hóa, nhất là khô khô, các loại khô, rất nhiều các loại khô nha. Đang nấu bánh chưng, bánh tét nè. Ở đây người ta trưng lồng đèn rất nhiều, một biểu tượng của phố cổ Hội An ở Việt Nam. Phố cổ Hội An hả? Yeah. Có một chiếc xe taxi nha các bạn. Chiếc xe taxi này cũng lâu đời lắm rồi. Có bảng số của California nha. Thủ Đức 8 nè. Lâu lâu người ta trưng những cái chậu mai rừng ở đây nha. Năm nay thì khác hẳn năm trước. Năm trước 2023 không có được lộng lẫy như năm nay. Ở đây người ta trưng bông thôi, bông cúc rất nhiều. Người ta cũng để những chiếc Honda 67 và Honda Dam là những cái chiếc xe mà bây giờ người ta rất ưa chuộng. Có những cái chiếc xe Honda 67 người ta bán bây giờ rất mắc tiền. Một quầy hàng Tết bán mứt kẹo. Có pháo nữa kìa. Có đủ thứ hết, bánh chưng, bánh tét nè, pháo nè. Tập hóa. Yeah, thì đó một quầy hàng Tết mà. Có Coca-Cola nữa. Wow, có rất nhiều người đẹp đang đứng chụp hình nha. Có phải người ta đang quảng cáo cho xe Tesla không? Nhưng mà ở đây có một chiếc xe Tesla đậu ở đây nha. Bên cạnh những bình bông cúc quá đẹp nha. Đây là sân khấu. Bây giờ thì chưa đến giờ khai mạc. Sân khấu còn đang trống trải, không có ai hết.
có mấy cái đầu lân ở sân khấu. Dọc hai bên đường, những cái chỗ người ta không có để một cái biểu tượng nào ấy, thì người ta trưng bông rất đẹp. Có một chiếc xích lô máy nè. Những chiếc xích lô máy này là thời xưa là rất thông dụng nha. Chiếc năm 75, những chiếc xích lô máy này là rất thông dụng. Các bạn khi sống ở Sài Gòn có biết cái biểu tượng này là cái gì không? Ở đây thì người ta làm bằng tre. Nhưng mà ở dưới quê đó, đây là cái chiếc cầu khỉ nha. Người ta sẽ làm bằng những cái cây để bước qua, để đi ngang qua những cái con rạch hay là những cái chỗ con nước lớn đó. Đây là một chiếc cầu khỉ đó. Nhưng mà ở đây thì người ta làm bằng tre. Ở đây có những cái bước giấy người ta để vẽ chữ. Chắc đây là thư pháp của những cái ông thầy đồ chắc. Đây là một căn nhà ở dưới quê nha. Nhà lá vách tranh ha. Ở đằng trước có một cây bưởi nè. Cũng không thiếu mai nữa. Nè, mai nhật đẹp chưa? Yeah. Đó, mai đang nở vào dịp Tết nha. Đẹp quá. Ở bên này cũng có một căn nhà lá nè. Ở đây thì có một cây tắc nha. Người ta để một cây tắc, rồi pháo, rồi bánh chưng, rồi dưa hấu nè. Wow, có một nồi bánh chưng. Ồ, cái này thiệt á. Dạ, cái đó là tắc thiệt đó. Có một nồi bánh chưng người ta đang nấu nè. Rồi trong đây có gì nha. Cũng có mai, có đào. Ở trong đây có hai câu chúc. Có hai câu đối. Có những cái bông lúa nữa nè. Này thì cũng khá đông người để đến đây để thưởng ngoạn. You all have a very important role in this wagon parade as we will be asking the audience to select the best wagon to win the contest. Quý vị có vai trò rất là quan trọng ngày hôm nay. Quý vị sẽ được chọn xe kéo đẹp nhất, trang trí đẹp nhất để thắng giải thưởng. Mời quý vị chuẩn bị có chương trình xe kéo. Đẹp nhất hả? Đây là những cái xe hoa để tí xíu nó họ đua đó. Coi cái xe kéo này là cái xe kéo đẹp nhất để thắng. Coi cái nào đẹp nhất nha. If you are here for the wagon contest, please meet outside of 102 Cafe. When the parade begins, you will be walking all the way down the street towards the main street sign where the crane for the camera crane is, and make a U-turn.
ly hả? Uống ly hả? Đúng. Đỏ này là những cái pháo nha các bạn. Người ta đang rô, người ta đang lăn nó ra để chút xíu người ta đốt nè. Wow, cái dây pháo này quá dài. Wow, bao giờ người ta mới đốt? Ta đốt bây giờ hả? Happy New Year, everybody.
ở cuối đường người ta trưng những cây đào này. Wow, đào giống như là một rừng đào luôn. Phía đối diện của những cây đào là một rừng mai. Mọi người đang đứng bên những cây mai để chụp hình. Cuối đường người ta cũng để những cái cụm và nhang, một biểu tượng của làng Hương. Bây giờ thì mình cũng đã đi tới cuối đường rồi. Con đường này thì nó không có dài, nó chỉ khoảng chừng 500-600 mét thôi. Và giờ đây mình cũng xin khép lại cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video kế tiếp. Hy vọng năm tới con đường này của phố Main đường Garden Road sẽ trưng bày không thua gì năm nay nha. Năm nay năm 2024, năm Giáp Thìn, hôm nay là ngày mùng 1 Tết. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.